Ngày 1 tháng 6 năm 2015, cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Minh Quang, 33 tuổi, quê quán ở Cung Trúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư BBG để điều tra về tội kinh doanh trái phép. Theo cơ quan điều tra, Lê Minh Quang cùng chủ các công ty mang tên BBG của mình đã tổ chức kinh doanh sàn vàng trái phép có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn. Các công ty BBG đã thu hút đầu tư bằng cách đưa ra lãi suất khủng cho khách hàng. Cụ thể, hình thức nhận giữ hộ tiền Việt Nam đồng, quy đổi ra vàng với lãi suất 1,5% một tháng, tương đương 18% một năm. Đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư với người dân với lãi suất 2,5% một tháng, tương đương 30% một năm, gấp khoảng từ 3 đến 5 lần lãi suất tiền gửi tiết kiệm tương ứng tại các năm 2013 cho đến 2015. Về loại hình giao dịch vàng ảo Forex, nhà đầu tư của BBG kinh doanh giao dịch ngoại tệ ngoại hối trên một phần mềm là MT4, đã có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Đại tá Phạm Duy Duyên, Chánh Văn phòng Công an thành phố Hải Phòng cho biết, nhiều khách hàng của BBG nói rằng việc giao dịch bằng phần mềm MT4 của BBG thường xuyên bị lỗi, khiến giao dịch thất bại, khiến nhà đầu tư nghi ngờ có sự can thiệp vào hoạt động này. Cùng với đó, các công ty của BBG luôn xảy ra tình trạng khó khăn trong việc trả lãi và gốc đúng kỳ hạn cho người gửi tiền. Trong nhiều tháng, các khách hàng đã không thể nhận được tiền gốc và lãi của mình. Năm 2019 thì vẫn có những nhà đầu tư tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của công ty BBG do chưa biết nội tình của chị Việt. Và đến hiện tại, đến ngày hôm nay thì có rất nhiều người ở trên các địa bàn các tỉnh, thành phố và BBG có văn phòng chi nhánh đại diện đã đến làm đơn tố cáo về cái nội dung này và đề nghị xử lý theo pháp luật thu hồi lại tiền và tài sản cho họ. Tại Hải Phòng cũng có mấy trường hợp. Đến thời điểm này thì cũng chưa giải quyết được một trường hợp nào gọi là BBG bồi thường thiệt hại là. Các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn và công ty được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết tiền của mình được sử dụng vào mục đích gì. Chính Lê Minh Quang cũng thừa nhận số tiền đầu tư của khách hàng được dùng vào việc trả lại cho chính họ, duy trì hoạt động của BBG và chi tiêu cá nhân.